đây. Nó là gì? Không, cái này không giải quyết được chú. Là có giải quyết hay không thì em coi đi. Mà cái này là cái gì? Cái đó là cái gì? Bảo hiểm gì? Không không không, em coi kỹ đi. Không không, tại vì ảnh là ảnh bên tài xế, ảnh rành hơn em. Ảnh rành hơn con, chị nào cứ cho. Giờ chú đưa cái bằng E bằng gì cho chú. Bằng D, cái bằng D cho bằng bán. Không. Bằng tôi không có bằng nhưng mà giờ. Coi đi. Cái này phải là nhiễm HIV không? Cái này cô chú đừng có em nhiễm em. Cô nhiễm HIV. Nè coi, cái này phải nhiễm HIV, lãnh thuốc, lãnh từng tháng hàng tháng. Còn bây giờ chú lấy này ra chú uy hiếp con. Không có uy hiếp. Nhưng mà cái này lợi. Cô không có là gì. Ủa? Cái này là xe đang dê ra rất là bình thường. Dê đó. Dê ra là chỗ này không nên, không được. Ủa gì không dê ra sao con từ chạy trong đó ra được? Lẽ giờ bắt xe con bay ra. Đúng không? Con nói rất là hợp lý. Cứ quy luật đi. Nếu theo cái quy luật là dê là không được dê cái ngã ba. Ba. Không. Ủa? Không dê được ngã ba kìa, nói chuyện với lại em cái gì? Hình hơi gãy cho bảo hiểm cho đi rồi. Dạ. Không đi rồi. Theo gì? Theo quy luật dê là dê chỗ nào? Chị theo chú dê chỗ nào? Dê chỗ nào? Hả? Chú nói được dê chỗ nào? Thì giờ bằng D đó, giờ chú coi cái dê chỗ giờ nào. Giờ nói dùng cho học bằng D rồi dê chỗ nào nói con đi. Ở đây thì toàn là dân học không à. Nếu mà hồ dê chỗ quay đầu nơi chỗ quay đầu mới được dê. Bây giờ con dê sai vậy cứ nào không được, nhưng mà chú đã xỉn là chú sai rồi. Không, dạ đúng rồi, đúng, ok. Ok. Thì chấp nhận. Bây giờ con vấn đề nè. Ở đây cũng vậy. Dê nơi không có chỗ quay đầu thì cũng là sai. Làm sao mà không có chỗ được này, cái hẻm bình thường của một cái hẻm bình thường thì có tiếng gì phải dê lùi thì chú. No. Xin lỗi. Ai? Nè, nếu như con ở đây mà con dê sai mà đụng mình, nãy giờ người ta đụng mầm rồi, tại vì chú sững chú mới đụng vô. No. Chú không thấy đường. Chú nghe nè, chú đừng có cãi. Xe nó tuốt từ đằng kia kìa, con đậu đây là đâm thẳng từ đó tới con. Ở đây rồi nãy đậu nè. Rất nhiều rồi mới đậu vô rồi. Đây chứ không phải là chú là nói là chú là xe dê sai gì hết trơn á. Con nói đúng tại không có. Bây giờ mình giải quyết cho lẹ, bây giờ một em kêu mang tới. Luôn, không có nói gì hết, xe nhanh là từ sớm vậy đó. Đã nói nâu no. Rồi xe em sao? Nếu mà anh đụng xem trước nè, em còn nếu chạy mà nè. Làm từ từ nếu mà lại vậy thì kia giao thông lại, kia giao thông lại thì giao phải cái chuyện đó. Giao thông lại giao. Trước đây anh đụng em kéo hai xe về, cái hai xe giờ xe có ừ, xe bây giờ chấp đó nói là xe của tôi chấp giao thông giao. Giam. Giờ đó, giờ thôi. Vậy thôi. Tôi xe của tôi giờ chấp giao thông giao. Bây giờ cái vấn đề xe con có thể tự giải quyết được. Ừ. Và vấn đề của chú á. Vậy còn xe con sao? Con đang nói với một cương vị là một người tỉnh táo với chú. Đúng. Bây giờ xe rút kinh nghiệm. Nhưng mà tôi cũng dạ không, con không nói về vấn đề chú đụng con nữa. Rút kinh nghiệm. Rồi, không được nhậu khi lái xe. Không được nhậu khi lái xe. Xin lỗi. Và một khi đã lái xe thì không được nhậu. Đúng rồi. Chú học bằng lái chú phải biết cái điều đó. Ở nhà chú còn gia đình. Còn vợ đúng, chú có con đúng. Không đúng, chú đúng. Có con không nhiều, rất mà. Nhiều chú là lao động chính trong nhà đúng. Cho nên là chú phải biết bản thân chú là kiếm tiền trong nhà thì không thể đúng. Nào mà đi nhậu vậy được. Lao động chính dạ. Bởi vậy cho nên là mình ở đây giải quyết ổn thỏa chứ mình dạ nói chung là để mà giao thông lại thì kéo hai xe về thì kéo hai xong từ nãy kéo giờ. Hai xe về rất là phức tạp. Từ nãy tới giờ con nói chuyện với chú cái hết rồi gửi cho mẹ. Tại vì đối với con á, cái chuyện này á, mua vô bảo hiểm tôi sửa cái một rồi. Nhưng đúng, mà đúng, nếu đúng. Như mà con đi luôn, bảo hiểm hai triệu. Dạ. Okay. Chú sẽ không bao giờ biết được cái vấn đề chú sai ở đâu. Chú biết. Dạ. Rồi chú này nhiều. Dạ. Rồi. Cho nên là con mà bạn. Nãy nè, mẹ. Con mà đừng có người ta mà nghĩ mà xem mà bảo hiểm bị rồi. Bây giờ mày đụng xong mày muốn chạy đi luôn cho mày chạy. No. Đừng nói này kia. Vậy rồi. Tâm hiện lại cho mày nó tầm bậy chết gì nè. Này bảo hiểm không chịu. Mà chú chạy cho chiếc xe này trước. Quẹt nó mới bay qua đó. Kiếm chú hậu của nó không được 5 triệu. Đau. Mà nó bảo hiểm 2 triệu. Dạ, chiếc nữa. Nó bảo hiểm 2 triệu. Cho nên là bây giờ con chỉ cần bây giờ chú đã xỉn rồi. Hai chiếc này có giá trị. Mày biết tao là ai con? Chú ở đâu? Ca sĩ Lâm Chính Cao là gì? Không đúng muốn đi. Chiếc mẹ tôi mà nhớ chúng nói chuyện nha. Bây giờ coi như là con chỉ cần chú một điều thôi, coi như bình là tĩnh, để chạy phan con không được, đừng nói.
cho vô cái đó.